Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao năng lực hội nhập, chuỗi cung ứng, bắt nhịp cơ hội thu hút FDI. Gia tăng đột biến trẻ nhập viện do viêm phổi nhiễm virus RSV. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 05 ngày 9 tháng 4 năm 2021 và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và công bố kết quả các chỉ số PAINDEX, CPAS, DDCI, DGI, DTI của các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2023. Thực hiện nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cả hệ thống chính trị của tỉnh đã cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay đã có 7 trên 8 mục tiêu cần thực hiện đến năm 2025 cơ bản đạt yêu cầu đề ra theo từng năm. 1 trên 8 mục tiêu đang trong lộ trình triển khai thực hiện. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước ngày càng nâng lên. Đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị đã hình thành văn hóa phục vụ, văn hóa cam kết tận tâm tận lực vì sự phát triển của địa phương. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến năm 2023 đạt 72%, tăng gấp 31 lần so với năm 2016. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình, tỷ lệ số hóa hồ sơ của tỉnh nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Bằng các giải pháp như vậy, tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn đạt trung bình trên 99%. Kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của tổ chức doanh nghiệp và người dân về thủ tục hành chính trung bình hàng năm cũng đều đạt trên 99%. Cùng với đó, Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện một cách thực chất hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó tạo động lực, nguồn lực mới cho phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những mục tiêu, nhiệm vụ đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới để phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó đổi mới mạnh mẽ, đột phá hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh cũng công bố kết quả các chỉ số PAINDEX, CPAS, DDCI, DGI, DTI của các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ở khối các sở ngành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội dẫn đầu về chỉ số PAINDEX, Sở Tư pháp đứng thứ nhất về chỉ số CPAS, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh dẫn đầu chỉ số DDCI, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long dẫn đầu chỉ số PAINDEX khối các đơn vị sự nghiệp, Sở Y tế dẫn đầu về chỉ số DTI. Khối các địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long dẫn đầu về các chỉ số cải cách hành chính, DDCI và DTI. Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả dẫn đầu về chỉ số CPAS. Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Yên dẫn đầu chỉ số DGI. Ủy ban Nhân dân phường Cát Long thành phố Móng Cái dẫn đầu về chỉ số DTI, khối các xã phường thị trấn. Ở khối các cơ quan trung ương trên địa bàn, Kho bạc Nhà nước tỉnh dẫn đầu chỉ số PAINDEX, Bảo hiểm xã hội tỉnh dẫn đầu về chỉ số CPAS, Cục Hải quan tỉnh dẫn đầu chỉ số DDCI. Số liệu kinh tế xã hội vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 của năm ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng của quý 1 các năm 2020 đến năm 2023. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%, khu vực dịch vụ tăng 6,12%. Báo cáo quý 1 cho thấy, khu vực sản xuất đang tiếp tục xu hướng phục hồi. Về lạm phát, tính chung quý 1 năm 2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 3 tháng đầu năm, nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng khá, năng suất sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng. Trong quý 1, cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh nhất với gần 800.000 tấn cà phê, tăng 44%, với giá bình quân 2.373 đô la Mỹ trên 1 tấn, tăng 7%. Xuất khẩu rau quả cũng tăng mạnh khi lên tới 1,23 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên
xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt và vượt con số 1 tỷ đô la Mỹ ngay trong quý đầu tiên của năm. Cùng với đó, nhu cầu gạo Việt Nam từ các nước cũng tiếp tục đà tăng. Dự báo những năm tới, xuất khẩu nông sản sẽ tiếp tục khởi sắc, nhất là các mặt hàng gạo, cà phê, rau quả, tiêu nhờ nhu cầu nhập khẩu của các nước tăng. Kinh tế số ở Việt Nam phát triển nhanh chóng trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thiếu các chính sách để thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Phát triển kinh tế số và hoàn thiện thể chế về công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam, tổ chức mới đây tại Hà Nội. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tốc độ phát triển kinh tế số của Việt Nam vào khoảng 20% một năm, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Nhiều lĩnh vực mới với các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ đã xuất hiện và phát triển mạnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, chia sẻ rủi ro với người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang thiếu và chậm ban hành hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Với góc độ về mặt chính sách, đặc biệt là quy định về pháp luật, thì dường như chúng ta là đang đi sau so với các nước. Đi sau ở đây thì một số những cái lĩnh vực về mặt quy định chúng tôi theo dõi thì cái đưa việc đưa ra quy định, đưa ra cách thức điều chỉnh hoặc là kể cả đưa ra những cái gọi là mô hình tạm gọi là sandbox như vậy, Việt Nam đều chậm hơn thế giới tầm khoảng là 10 năm. Thì kinh nghiệm của các nước cho thấy rằng là để phát triển kinh tế số ấy, thì đầu vào rất quan trọng là dữ liệu. Thì chúng ta chưa có luật về dữ liệu, chúng ta chưa có thị trường về dữ liệu. Cho nên tôi nghĩ cần phải có một cái cơ chế thử nghiệm về dữ liệu. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như những sáng kiến đổi mới thể chế, chính sách thời gian qua và dự kiến tới đây, vai trò của các cơ quan xây dựng và thực thi chính sách, vai trò của các bên liên quan, lĩnh vực có triển vọng hợp tác trong khu vực Đông Nam Á. Các chủ thể nào trong nền kinh tế có vai trò trong quá trình thúc đẩy hoàn thiện thể chế, hướng tới phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Hiện nay, việc hội nhập vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam còn khiêm tốn, trong khi nhu cầu của doanh nghiệp FDI tìm kiếm đối tác nội địa gia tăng. Do đó, doanh nghiệp Việt cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ và chủ động nâng cao năng lực hội nhập. Doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% từ Hàn Quốc này hiện có khoảng 160 nhân lực. Ngoài trụ sở đặt tại khu công nghiệp Tràng Duệ, công ty cũng có văn phòng tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Doanh thu năm 2022 của công ty khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Với đà phát triển như hiện nay, công ty có nhu cầu tìm kiếm thêm đối tác nội địa. Công ty chúng tôi cung cấp các cái dịch vụ cho các công ty thuộc tập đoàn LG. Dựa theo năng suất và sản lượng của bên công ty LG thì kinh doanh của công ty chúng tôi sẽ có nhiều thay đổi. Và hiện tại thì công ty chúng tôi đang luôn luôn cố gắng để có thể hợp tác với các doanh nghiệp nội địa tại Việt Nam. Hiện khoảng 80% sản phẩm nguyên phụ liệu tham gia vào quá trình sản xuất của các khách hàng của công ty Sevoan được cung cấp bởi các doanh nghiệp nội địa tại Hải Phòng. Là công ty có kinh nghiệm trong hợp tác với doanh nghiệp nội địa, theo Sevoan, chất lượng và giá cả sản phẩm vẫn là những vướng mắc chủ yếu trong quá trình hợp tác. Công ty chúng tôi để có thể phát triển được phạm vi kinh doanh tại Việt Nam thì sẽ cần rất nhiều thông tin về các cái doanh nghiệp chất lượng cao và uy tín tại thị trường Việt Nam. Tôi luôn luôn suy nghĩ rằng là cái việc mà nội địa hóa những cái dòng sản phẩm của công ty và có những thông tin đầy đủ cụ thể về các cái doanh nghiệp nội địa ở Việt Nam là một cơ hội rất tốt cho công ty chúng tôi. Và thông qua Heza thì chúng tôi rất cảm ơn là đã có tạo điều kiện để chúng tôi có thể tiếp xúc được với các doanh nghiệp nội địa tại Việt Nam để có thể mở rộng thêm được về chuyển đổi sang giai đoạn cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu mở ra nhiều cơ hội tiềm năng để phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, năng lực của doanh nghiệp nội địa và chất lượng đội ngũ lao động là những thách thức đối với quá trình hội nhập cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hiện Việt Nam vẫn đang là điểm đến thu hút của các doanh nghiệp nước ngoài, vì vậy các doanh nghiệp trong nước cần tận dụng lợi thế này để nhanh chóng tham gia các mắt xích cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cầu Đồng Việt là cây cầu dây văng đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và có thiết kế hiện đại. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đang quyết tâm trong tháng 6 tới đây sẽ hợp long cầu Đồng Việt. Cầu Đồng Việt nối huyện Yên Dũng với thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương có chiều dài hơn 700 m, mặt cầu rộng 22,5 m. Phần cầu chính gồm hai nhịp dây văng, một mặt phẳng. Công trình cầu và đường dẫn lên cầu là công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Giang, có mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Hiện nay hạng mục cầu đang có tiến độ thi công nhanh hơn kế hoạch tiến độ. Đơn vị thi công đã tập trung cao nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ, tổ chức nhiều mũi thi công, kể cả trong những ngày thời tiết không thuận lợi như những ngày vừa qua. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ thông tuyến trong tháng 8, khánh thành dịp mùng 2 tháng 9 năm nay, và như vậy sẽ vượt tiến độ khoảng 3 tháng.
khi hoàn thành công trình sẽ mở ra không gian phát triển mới, kết nối giao thông liên vùng, góp phần lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào các khu cụm công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Tại tờ trình Chính phủ dự thảo nghị định mới thay thế các nghị định trước đây về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất các doanh nghiệp đầu mối có thể được tự quyết giá bán xăng dầu, nhà nước chỉ công bố giá thế giới bình quân 15 ngày. Theo quy định hiện hành, nhà nước đưa ra giá cơ sở để làm căn cứ điều hành giá bán lẻ xăng dầu, tức là mức giá điều hành do nhà nước công bố giống như giá trần để các doanh nghiệp tự xác định giá bán lẻ trong hệ thống. Tuy nhiên, ở lần xây dựng nghị định mới, Bộ Công Thương đề nghị nhà nước không điều hành giá xăng dầu mà công bố giá thế giới bình quân 15 ngày và một số chi phí cố định. Dựa trên dữ liệu này, các doanh nghiệp đầu mối sẽ tự đưa ra giá bán tối đa. Theo số liệu của Judo Monito, doanh thu thị trường ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng hướng tới giá trị đạt hơn 655.000 tỷ đồng vào năm 2024. Sau khi phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, ngành thực phẩm đồ uống sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn 2023-2027 đạt 10,25% và dự kiến sẽ đạt giá trị 870.000 tỷ đồng vào năm 2027. Mới đây, sau sự việc tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam nợ 3.000 tỷ đồng khiến giáo viên đình công, học sinh phải nghỉ học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các công tác hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khi tham mưu, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ về thành lập, cho phép hoạt động của các cơ sở giáo dục, các chương trình giáo dục tích hợp, liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình, pháp nhân và các yếu tố liên quan khác theo quy định. Rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình giáo dục tích hợp, liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp thực hiện không đúng quy định phải xử lý kịp thời, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nếu có. Với hình thái thời tiết thay đổi thất thường, trong một tuần trở lại đây, số trẻ nhỏ nhập viện tăng đột biến tại nhiều cơ sở y tế. Nhiều trẻ mặc dù triệu chứng cảnh báo nhẹ nhưng đến khi đến viện thì đã viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Dù chỉ có những biểu hiện húng hắng, ho, nhưng bệnh nhi này đã chuyển biến rất nhanh chỉ sau vài ngày. Khi đến viện, bé đã được chỉ định thở oxy do biến chứng viêm phổi vì nhiễm virus RSV, hợp bào hô hấp. Bạn ấy có thở gắng sức, lõm ngực với cả... thực ra là em bé trước đấy có bị viêm họng ấy, nó bội nhiễm xuống, có bác sĩ đã chẩn đoán như thế là em cũng không lo. Hàng chục trẻ khác đang được điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Thanh Nhàn cũng đều có biến chứng viêm tiểu phế quản do nhiễm virus RSV. Trước đó, nhiều cha mẹ không nghĩ con bị mắc virus này. Do đâu thì tôi cũng không biết, nhưng mà chỉ thấy bảo là bị RSV. Tôi cũng tìm hiểu qua mạng và thông tin là cái virus RSV này nó dẫn đến là có thể là suy hô hấp, cho nên là cũng rất lo lắng. 20% trẻ nhập viện mắc RSV, còn lại là trẻ bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm đường hô hấp do thời tiết thay đổi thất thường. Số lượng trẻ mắc tăng đột biến so với trước đó. Cái thời tiết của Hà Nội thì thường là ẩm nồm, và chính cái thời tiết này thì làm cho các cái loại virus nó phát triển rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt là đợt này có virus hợp bào hô hấp RSV, và cái virus này thì gây thường là gây các cái tình trạng viêm tiểu phế quản, gây suy hô hấp ở các cái trẻ dưới, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng. Tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, số trẻ khám và nhập viện nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV gây viêm phổi tăng đột biến với hàng trăm ca bệnh mỗi ngày, chiếm hơn 60% các bệnh về đường hô hấp. Rất nhiều trường hợp nhập viện muộn và có biến chứng nặng. Gặp những cái trường hợp mà các bố mẹ sẽ cố gắng cho các con không phải điều trị tại bệnh viện vì lo lắng các nguồn bệnh khác hay là lo lắng lây chéo, thì các bà mẹ hay tự ý sử dụng kháng sinh này, tự ý sử dụng những thuốc ho không phù hợp với trẻ nhỏ này. Viêm phổi RSV là một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất ở nhóm trẻ nhỏ đó. Nếu điều trị không kịp thời thì diễn biến nặng nhất chính là suy hô hấp. Virus hợp bào hô hấp RSV lây lan qua không khí, qua tiếp xúc với vật bị nhiễm virus. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có nguy cơ trở nặng. Hiện đang là thời kỳ đỉnh dịch của RSV, nên nếu trẻ có biểu hiện thở khò khè, ho và sốt, cần đưa con đến cơ sở y tế, tránh biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ cũng khuyến cáo cha mẹ cần giữ vệ sinh sạch sẽ môi trường, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ trong thời tiết hiện tại.
Mùa du lịch hè đang tới gần, tiếp nối tháng cao điểm tăng cường làm sạch môi trường Vịnh Hạ Long. Từ nay đến ngày 20 tháng 4, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tiếp tục ra quân làm sạch môi trường vịnh nhằm giải quyết tình trạng rác trôi nổi, ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động du lịch. Cùng với duy trì vệ sinh môi trường trên mặt biển, những ngày lặng gió, nước xuống, hoạt động thu gom rác tại chân các đảo đá được tăng cường gấp đôi ngày thường. Hiện trung bình mỗi ngày, lượng rác thu gom được trên Vịnh Hạ Long là khoảng 2 tấn và hàng chục mét khối phao xốp, cao hơn nhiều lần so với trước thời gian cao điểm tháng 3 vừa qua. Phương tiện, lực lượng huy động của cả đơn vị phụ trách công tác vệ sinh môi trường và của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Nhiều lực lượng khác cũng sẽ được huy động tham gia trong đợt ra quân. Chúng tôi huy động lực lượng tại chỗ của ban và lực lượng huy động của các doanh nghiệp và cũng đang đề nghị chi hội tàu du lịch để cùng tham gia vào, với số lượng phương tiện khoảng 30 phương tiện và lực lượng thì hàng trăm lực lượng của Ban Quản lý Vịnh để luân phiên tổ chức thu gom luân phiên ở tất cả các cái điểm mà tập trung rác ở trên vịnh. Mọi nỗ lực để mang đến môi trường vịnh trong sạch, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cảnh quan, hoạt động du lịch. Rất độc đáo, môi trường sạch đẹp. Tôi đặc biệt ấn tượng với các đảo đá, núi non kỳ vĩ của Hạ Long mà không phải nơi nào cũng có. Rất là cái điểm mà không đem chai nhựa rác thải xả xuống bãi biển. Đó tôi rất quan ngân cái thành phố đó, quan ngân này. Cùng với thu gom xử lý rác phát sinh, công tác giám sát định kỳ chất lượng môi trường, giám sát các hoạt động kinh tế xã hội trong vùng lõi và ven bờ Vịnh Hạ Long cũng được Ban Quản lý Vịnh duy trì thường xuyên, kịp thời có phương án giải quyết. Tuy nhiên, các giải pháp chỉ giải quyết được phần rác phát tán. Quan trọng hơn, cần có giải pháp giám sát, xử lý rác từ nguồn thải. Là các cái địa phương ven biển mà tiếp giáp với Vịnh Hạ Long như thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn. Chúng tôi cũng đã có cái trao đổi và đề nghị với các địa phương là cùng huy động lực lượng tổ chức thu gom rác ở khu ven bờ và đặc biệt là các hoạt động nuôi trồng thủy sản để tránh phát tán rác ra môi trường Vịnh Hạ Long. Hiện các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả cũng đã tổ chức ra quân làm sạch môi trường biển thuộc khu vực quản lý. Tuy nhiên, khi mà nguồn phát sinh rác vẫn chưa được giải quyết triệt để, thì rác thải, phao xốp, bè mảng vẫn có nguy cơ theo dòng nước phát tán vào vùng lõi di sản bất cứ lúc nào. Còn tại Lạng Sơn, nhằm chung tay góp sức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, thời gian qua các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân về bảo vệ môi trường. Chương trình Ngày Chủ nhật xanh là hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch làm sạch môi trường vì một Việt Nam xanh. Qua đó phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm có tới hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh tham gia tu sửa, phát quang đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường, mang lại môi trường sống xanh, sạch, đẹp, trong lành đến từng khu dân cư. Cũng phối hợp với các đoàn thể của xã hỗ trợ và tặng một ngôi nhà xanh cho thôn Bò Đứa Bò Mỏ để góp phần cho vào công cuộc thu gom rác thải, cũng chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc phối hợp với thôn giao quân vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng. Chung tay tham gia bảo vệ môi trường, đoàn thanh niên các cấp xây dựng kế hoạch gắn nội dung này với các nhiệm vụ cụ thể, nhất là các hoạt động trong tháng thanh niên và ra quân đầu xuân. Trong năm vừa qua, đoàn thanh niên toàn tỉnh đã trồng mới được trên 314.000 cây xanh. Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, cũng đã thực hiện trồng trên 20.000 cây xanh các loại. Các hoạt động ngày cao điểm trong tháng thanh niên như ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày cao điểm xây dựng đô thị văn minh thì cũng đã được các cấp bộ đoàn triển khai với rất nhiều các hoạt động liên quan đến tuyên truyền và bảo vệ môi trường. Và trong tháng 3 cùng với các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất thì đoàn thanh niên cũng sẽ tiếp tục có các hoạt động tuyên truyền gắn với các nội dung ra quân, tổ chức các ngày hội để tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường. Chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tuổi trẻ Lạng Sơn. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Đồng thời, các tổ chức cơ sở đoàn ở địa phương cũng được khuyến khích xây dựng mô hình làm việc, sinh sống, phát triển kinh tế thân thiện với môi trường, góp phần hình thành thói quen và ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi đoàn viên thanh niên và cả cộng đồng.
Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.